bạn sẽ không thể ngờ là Internet rất đáng sợ. Những kẻ đứng sau sẵn sàng vì lợi nhuận mà hãm hại cả dân tộc mình. Xem xong bộ phim này, các bạn sẽ hiểu tại sao người trẻ ở nước ngoài lại chết sớm như vậy. Có một loại trò chơi mạo hiểm trên Internet có tên là thử thách lòng dũng cảm. Nó đang làm mưa làm gió tại New York, Mỹ. Một là làm người xem, hai là làm người chơi. Người xem chỉ phải trả 19,9 đô cho một tài khoản và có quyền quyết định các thử thách mạo hiểm cho người chơi. Ví dụ như hôn người lạ được 100 đô, cởi quần chip giữa đám đông được 500 đô, ăn hết lon thức ăn của mèo được 500 đô, nhảy từ trên cao xuống nước được 600 đô. Những thử thách ngày càng nhàm chán, vì vậy người xem muốn tăng độ khó lên để thỏa mãn nhu cầu có phần thái quá của họ. Chui vào lòng đường dây tàu cao tốc được 10.000 đô, tay không treo người trên độ cao 100 mét được 10.000 đô, bịt mắt lái xe mô tô ở vận tốc 60 km/h được 15.000 đô. Có người còn dám cướp súng lục của cảnh sát. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì không nhận được giải thưởng. Người xem thì muốn thỏa mãn sự kịch tính, người chơi thì muốn kiếm tiền. Trò chơi này đơn giản chỉ vậy thôi. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, đã có hơn 2 triệu lượt đăng ký làm người chơi. Sydney vừa mới nhận được một nhiệm vụ. Cô ấy kiếm được 500 đô nên đã giới thiệu bạn thân của mình là Vi chơi cùng. Vi là một cô gái xinh đẹp nhưng có phần rụt rè và nhút nhát. Cho dù vài người bạn có khuyên bảo ra sao, cô đều từ chối chơi. Vài người yêu cầu Sydney giúp đỡ Vi chơi một ván mạo hiểm. Cô liền đi tới bàn của một anh chàng đẹp trai và nói rằng bạn của cô thích anh. Nhưng anh chàng chỉ nhìn Vi một cái rồi nói rằng đó không phải là mẫu người tôi thích. Vi xấu hổ lập tức tạm biệt bạn bè rồi đứng lên đi về. Trong lòng cô cảm thấy giận dữ và muốn chứng tỏ bản thân mình có thể một mình chơi trò này. Thế là cô bật máy tính lên và đăng ký tài khoản game. Sau khi đọc rõ quy luật, cô liền lựa chọn dấu vân tay của người nhận thử thách. Trên màn hình hiển thị nhiều quy luật, nhưng có một quy luật bắt buộc duy nhất, đó là chẳng có quy luật nào ở đây cả. Ngay lập tức Vi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đi tới quán bar trong trung tâm thành phố, tìm và hôn người lạ 5 giờ. Đầu tiên cô nhìn thấy một anh chàng đẹp trai nhưng anh ta đã là hoa có chủ. Tiếp đó là một thanh niên mùng lông vừa già vừa béo giống ông sếp của tôi. Thể loại này hôn chỉ mắc ói, thế là cô liền bỏ qua. Cuối cùng cũng tìm được một mục tiêu ưng ý. Cô tiến tới và chào hỏi vài câu xã giao. Hai người vui vẻ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Cô hoàn thành nhiệm vụ và về chỗ ngồi của mình. Người đàn ông đi đến và bày tỏ muốn nhập hội cùng với Vi. Anh ta nói mình cũng đang chơi thử thách lòng dũng cảm và có thể hỗ trợ cô hoàn thành các thử thách tiếp theo. Vi cũng rất tò mò, thì ra game này vừa dễ kiếm tiền vừa dễ kiếm bạn đến vậy. Thế là cô đồng ý. Hai người tới một cửa hàng thời trang cao cấp mặc quần áo. Vi chọn cho mình một bộ đầm dạ hội. Trước giờ cô chưa từng mặc bộ quần áo nào đắt đến thế. Hình ảnh trong gương của cô thật quyến rũ. Ian cũng khoác lên mình một bộ vest sang chảnh. Anh khen Vi thật xinh đẹp. Lúc này quần áo của hai người bị một người chơi khác bí mật cầm đi. Khi họ quay lại thì tá hỏa phát hiện quần áo của mình đã không cánh mà bay. Hai người nhận được một nhiệm vụ giống nhau, không trả tiền mua quần áo và rời khỏi khu mua sắm. Nhưng hai người không muốn trở thành kẻ trộm. Họ cởi đồ và lén lút chạy ra ngoài. Lượt xem trên kênh livestream của họ bỗng chốc tăng chóng mặt. Chạy đến xe mô tô thì biết rằng quần áo đã có người mua sẵn. Thế là họ mặc bộ đồ vừa rồi, tài khoản lúc này cũng tăng lên 2.500 đô. Hai người vui vẻ khoe chiến tích mà quên luôn cả chuyện tổng ngồng chạy ra đường khi nãy. Phía bên kia, Sydney cũng biết được Vi đang chơi game này. Bảng xếp hạng của cô ta đang bị người bạn mới tập chơi đe dọa. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là xăm mình. Ian vẽ còn Vi xăm. Hình đơn giản này có thể kiếm được 5.000 đô. Dưới ma lực của đồng tiền, Vi cảm thấy chuyện này không có gì to tát cả. Sau khi xăm mình xong, cô cảm thấy rất thích thú. Lượng người truy cập vào xem livestream của Sydney đã bị Vi bỏ xa trong vài giờ. Giải thưởng tiếp theo của họ là 10.000 đô. Tiền cao thì cũng đồng nghĩa với việc độ nguy hiểm cũng tăng lên. Lần này hai người phải phối hợp với nhau, một người bịt mắt và một người lái xe. Họ phải chạy với vận tốc 60 km/h thì mới hoàn thành trò chơi. Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô dừng bên cạnh họ. Vi nghĩ rằng đó là fan hâm mộ nên không từ chối yêu cầu của anh ta. Sau khi chụp hình xong, anh ta liền rời đi. Ian năn nỉ Vi đồng ý làm nhiệm vụ với anh. Cuộc họp lớp bên này mọi người đều nhận được thông tin Vi đồng ý thử thách lần này. Cả lớp vô cùng kinh ngạc, chưa có ai thành công ở những thử thách nguy hiểm như vậy. Hai người bắt đầu di chuyển dọc con đường. Thời gian còn 1 phút 51 giây. Suýt chút nữa Ian đã đâm vào chiếc xe bên cạnh. Thấy nguy hiểm, Vi ôm chặt lấy người Ian và chỉ cho anh phương hướng để di chuyển. Lúc này tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Bây giờ là 40 km/h, không muốn tốc độ giảm đi vì đã nói dối đèn đỏ là đèn xanh. May mắn cho họ là tử thần lúc này đang bận đi ngủ. Khi vào trong hầm, tốc độ lúc này đã đạt 44 km/h. Thời gian chỉ còn lại mười mấy giây nên họ phải nhanh chóng tăng tốc. Người chơi khác thì quay phim theo dõi nhất cử nhất động của họ. Cứ như thế, chiếc xe đạt được vận tốc là 60 km/h. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tất cả bạn bè đều hoan hô chúc mừng, chỉ có Sydney là không được vui liền bỏ đi. Ian trộm nhìn điện thoại của mình. Anh đã giấu không nói cho Vi biết nhiệm vụ tiếp theo của mình.
đó chính là lừa cô đến dự một buổi tiệc. Nhiệm vụ lần này của Ian là đưa Vi đến gặp Sydney, sau đó để hai người bạn xảy ra cãi vã, như vậy sẽ tăng thêm lượng người tương tác. Lúc này Sydney cũng nhận được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô ta là dùng chiếc thang để đi qua hai tòa nhà cao tầng. Rõ ràng là Sydney có chứng sợ độ cao, nhưng muốn vượt qua Vi thì phải hoàn thành nhiệm vụ này. Bạn bè xung quanh đều khuyên không nên làm vậy, nhưng Sydney cố chấp vẫn đồng ý thử thách. Lượt người xem trên kênh livestream của cô tăng mạnh, điện thoại vô tình bị rơi xuống. Hoảng sợ, cô hét lớn là mình dừng cuộc chơi. Đồng thời ở rất nhiều nơi trong thành phố New York cũng đang có rất nhiều người chơi thực hiện thử thách mạo hiểm như vậy. Nhưng có rất ít người thành công, đa phần đều bỏ mạng. Thậm chí có người còn muốn cướp súng từ tay cảnh sát. Một người đàn ông có biệt danh là V, hiện tại anh ta đang đứng ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng thử thách lòng dũng cảm. Nhiệm vụ của anh ta là nằm giữa lòng đường ray và để cho tàu cao tốc đi qua người mình. Anh ta đã hoàn thành thử thách của mình và giữ vững ngôi vị số 1. Cùng lúc này, Ian và Vi tới tham dự buổi tiệc. Mới vài tiếng đã trở thành ngôi sao trên mạng xã hội, Vi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô bị Sydney chỉ trích, hai người bắt đầu cãi vã om sòm. Lượt người xem tăng lên 64.000 người. Để chứng tỏ mình không phải là kẻ nhút nhát, Vi đã trèo lên thang. Cô từ từ vượt qua nỗi sợ và bước sang đầu bên kia một cách an toàn. Mọi người đều vỗ tay reo hò, Sydney thì càng thêm thù ghét Vi. Bây giờ Vi trở thành người đứng đầu trong trò chơi thử thách lòng dũng cảm. Người bạn tên Tommy tìm Vi và khuyên cô không nên tiếp tục chơi game này nữa. Nó rất nguy hiểm và có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Và khi xảy ra sự cố sẽ không có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Cậu còn nói cho Vi biết Ian là một kẻ lừa đảo. Tất cả chuyện vừa rồi là do hắn ta lên sẵn kế hoạch. Thế là Vi tìm Ian để chất vấn. Cô quyết định báo cảnh sát, kể với họ toàn bộ những gì đã xảy ra trong tối hôm nay. Nhưng cảnh sát lại chẳng hề tỏ ra một chút quan tâm nào. Cứ như thể là anh ta đang che giấu chuyện gì đó. Có khả năng anh ta cũng đang đam mê trò chơi này. Cuộc vui cũng giải tán, mẹ của Vi nhận được thông báo. Tiền trong tài khoản và số tiền thưởng đã không cánh mà bay. Những người trong bữa tiệc đều hét lên Vi là kẻ phản bội. Người đàn ông có biệt danh V tìm đến Vi. Anh ta nói lời xin lỗi trước rồi đánh ngất cô. Tỉnh lại thì cô cảm thấy tinh thần bất ổn, không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào. Bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến. Nó nói về quy tắc của kẻ phản bội và cách xử lý kẻ phản bội. Tất cả người chơi trên toàn thế giới sẽ truy nã cô. Cách duy nhất là hoàn thành livestream lần cuối cùng. Cô mở cửa nhà kho và bước ra ngoài. Hiện tại cô không biết mình đang ở đâu. Bất ngờ Ian xuất hiện rồi kéo cô sang bên cạnh. Anh ta nói cho cô biết những việc mà mình đã làm trước đây. Nhìn thấy người anh em của mình vì chơi game này mà mất đi mạng sống quý giá. Còn mình thì lại làm những việc y hệt cô ta. Nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục, không ai có thể kiểm soát nó kể cả chính phủ. Vi tìm Sydney và bọn họ trở lại như xưa. Từ một thiếu nữ ngây thơ, Vi đã trở thành bộ dạng của một tên sát thủ. Có lẽ trong lòng cô sớm đã có kế hoạch. Ian lúc này đang trèo lên cầu tháp. Một chiếc flycam xuất hiện làm anh ta giật mình. Nó hiển thị nhiệm vụ của Ian là dùng một tay đu trên cầu tháp đúng 5 giây. Anh ta đã làm theo, rơi xuống bên dưới thì chắc thịt nát xương tan. Tommy tìm tới người bạn làm hacker của mình. Họ dự định sẽ xóa sổ trò chơi biến thái này một lần và mãi mãi. Mặc dù chuyện này có tỷ lệ thành công không cao và nguy hiểm tới tính mạng, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng chiến đấu. Ian và Vi tiến tới thực hiện thử thách cuối cùng. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng người xem đã lên tới vài triệu người. Là một người chơi mới nhưng Vi chỉ cần 5 tiếng để lọt vào chung kết. Trong sân đấu này, tất cả người chơi đều đeo mặt nạ. Rõ ràng là họ không muốn người khác biết thân phận thật sự của mình. Nhiệm vụ cuối cùng chính là giết chết đối thủ trong thời gian 30 giây. Ian bảo Vi hãy nổ súng nhưng cô không muốn cứ chần chừ do dự không bắn. Khi cô nổ súng xuống đất và định rời đi thì V xuất hiện. Cùng lúc này Tommy phát hiện tài khoản ảo mà anh đăng ký bỗng nhiên bị xóa. V không hề do dự, cầm súng bắn Vi. Cả khán đài đều sợ hãi hoảng loạn. Vô dĩ chỉ là một người chơi thực hiện thử thách mà bây giờ lại thành kẻ giết người. Tommy gửi tin nhắn cho tất cả người chơi, nói họ đều là phạm nhân. Mọi người nhanh chóng rời bỏ hiện trường. Những người chơi và xem game đều xóa bỏ tài khoản của họ. Cứ như vậy lượng người xem giảm nhanh chóng. Vi ngồi dậy, tất cả những chuyện này đều do cô ấy lên sẵn kế hoạch. Đạn của V chỉ là giả, máu cũng là giả. Cuối cùng bọn họ đã chiến thắng trò chơi. Cuối phim, trò chơi biến thái này đã bị sụp đổ. Có thể bộ phim không xoáy sâu vào tâm lý nhân vật như phim trò chơi con mực. Nhưng rõ ràng nó phản ánh đúng sự thật bên ngoài đời sống. Chúng ta đã từng chứng kiến trẻ con chơi thử thách cả voi xanh và phải bỏ mạng. Những loại trò chơi như vậy cần phải được loại bỏ để xã hội an toàn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các bộ phim tiếp theo.